Thị trường bất động sản đang đối mặt với nhiều lo ngại về một bong bóng giá chung cư khi giá liên tục tăng mạnh. Ngay cả phân khúc nhà ở xã hội đã qua sử dụng, nhà cho người thu nhập thấp cũng đang tăng giá chóng mặt. Đây là vấn đề thực sự lớn khiến cho người thu nhập thấp vẫn khó và nếu không muốn nói là không thể mua được nhà. Căn hộ có diện tích hơn 40m² này là nơi ở của 4 thành viên gia đình anh Thái. Hai con đã lớn, gia đình có nhu cầu tìm mua nhà ở xã hội. Tôi đi tìm hiểu để mua thì môi giới ở dưới đó người ta báo giá khoảng độ 3,7-3,8 cho trên một căn hộ, mà căn hộ đấy trung bình khoảng độ 70m² thôi. Thì với cái giá đó thì nó lại quá cao, nó không khác gì nhà ở thương mại rồi. Chung cư CT4A1, Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, một trong những dự án nhà ở xã hội được cho là đang tăng giá tại thủ đô. 59m². Vâng. Bao nhiêu tiền? 3,29 chị ạ. Cao nhiều so với giờ cao đấy. Nó cháy hết rồi chị ạ. Cách đó không xa là tòa nhà Bắc Rise City, một dự án nhà ở xã hội đã qua sử dụng khác. Giá 1m² căn hộ ở đây thậm chí còn cao hơn. Nhà ở bên Rise thì có một căn 6,7m. Hai căn 6,7m thì một căn thì là full đồ hết rồi. Vâng. Thì là nó đang đòi 4 tỷ. Ôi dồi ôi, 4 tỷ quá. Có thương lượng, còn một căn là 3,75 có bớt, bao toàn bộ phí sang tên. Như vậy, giá nhà hiện tại của hai khu Bắc Rise City và CT4A1 Tây Nam Linh Đàm đã tăng gần gấp 4 lần so với thời điểm mở bán vào năm 2016. Hãy thử làm một phép tính đơn giản. Thu nhập trung bình của một gia đình lao động khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, chi tiêu khoảng 10 triệu, tiết kiệm 10 triệu đồng mỗi năm để ra được 120 triệu. Để có được khoảng 3,7 tỷ mua nhà sẽ mất khoảng 33 năm tiết kiệm, với điều kiện là không được đau ốm và không có quá nhiều khoản chi phát sinh. Theo các chuyên gia, nhà ở xã hội sau 5 năm được phép chuyển nhượng, nhưng giá hiện tại đang bị đẩy lên quá mức. Tôi nghĩ đang xảy ra tình trạng bong bóng cục bộ đối với chung cư ở Hà Nội và có thể cả chung cư ở Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Đối với giá nhà xã hội, chi phí xây dựng đầu vào khoảng 13 triệu rưỡi một mét, đối với giá bán nó đang gấp 3-4 lần chi phí. Do thương mại giá đẩy lên và các cái căn hộ nhà xã hội nó đã đủ điều kiện chuyển nhượng sau 5 năm. Chúng ta có thể khẳng định là nó bị đẩy lên quá mức. Thứ nhất là so với giá trị của cái bất động sản đó thì nó cao hơn giá trị rất nhiều. Thậm chí là chỉ trong một thời gian ngắn là nó tăng lên đến 20%, 15-20%, thậm chí chỉ trong nửa năm là có chỗ là tăng lên gần gấp đôi nữa, thì không thể chấp nhận được, nhất là ở khu vực là nội thành. Như vậy thì so với giá trị thực của chung cư cũng bị đẩy lên, và so với thị trường chung với các phân khúc khác như là đất nền, như là chung cư cao cấp thì rõ ràng nó bị đẩy lên rất cao, và đấy là cái giá ảo. 47 đến 55 triệu đồng 1m² nhà ở xã hội đã qua sử dụng. Mức giá được coi là quá ảo này khiến cho người thực sự có nhu cầu lắc đầu chào thua. Nghị định 96 của Chính phủ đưa ra 6 biện pháp điều tiết thị trường. Theo đó, nhà nước sẽ can thiệp khi giá nhà tăng hơn 20% trong 3 tháng. Đây được xem là một trong những giải pháp giải quyết tình trạng thổi giá chung cư, giá nhà ở xã hội một cách bất hợp lý như hiện nay. Cùng với đó, theo luật nhà ở 2023, 20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội sẽ thuộc trách nhiệm của địa phương. Chủ đầu tư sẽ được miễn trừ thuế toàn bộ phần diện tích xây nhà ở xã hội mà không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất và thủ tục xin miễn trừ. Cả người dân lẫn chủ đầu tư vẫn tiếp tục kỳ vọng nguồn cung nhà ở xã hội sẽ tăng trong thời gian tới.